Chào tất cả các bạn, chú hề ST đã quay trở lại và ngày hôm nay chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình khẩu súng hai mẫu khác nhau, một khẩu súng ngắn và một khẩu súng dài các bạn nhé. Và mẫu đầu tiên chúng ta sẽ tạo hình cây súng ngắn một cách đơn giản nhất và cũng không hề xấu chút nào, các bạn cùng theo dõi nhé. Khẩu súng ngắn đơn giản, chúng ta chỉ cần có một quả bóng dài mà thôi. Chúng ta thổi khoảng nửa quả bóng dài này lên. Màu gì cũng do các bạn tự chọn các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo hai cái khóa ở đây, mỗi khóa khoảng hai ngón tay. Bước lại các bạn nhé. Rồi ta bước đầu tiên ra sao, ta tạo một đoạn khoảng tám ngón tay. Đây. Ở đây ta tạo ba cái khóa, không to quá, không nhỏ quá các bạn nhé, khoảng hai ngón tay. Một, hai, và ba. Tạo một đoạn khoảng 4 ngón tay. Một khóa lớn khoảng 2 ngón rưỡi. Tiếp tục ta tạo một đoạn 4 ngón tay bằng với đoạn này. Đây, 4 ngón tay, hai đoạn bằng nhau. Một quay luôn. Ta tạo một đoạn khoảng 4 ngón tay thứ 3. Đoạn này ta bó này. Và một đoạn khoảng 6 ngón tay. Và đằng này khoảng 4 ngón tay. Rồi, ta sẽ cột vô đây. Bên dưới này chúng ta làm cái cò của cái súng các bạn nhé. Ta nhét vô đây. Cò dễ thương không? Rồi quay là mẫu súng ngắn đơn giản đã xong. Các bạn xem quá đơn giản, bắn bung bung bung. Ok, chúng ta đã xong mẫu thứ nhất và chuyển qua mẫu thứ hai, khẩu súng dài. Để tạo được khẩu súng dài này chúng ta cần có 4 quả bóng màu đen và 1 quả bóng màu trắng. Chúng ta sẽ thổi quả bóng màu đen lên trước các bạn nhé. Ở đây chúng ta thổi chừa lại khoảng 6 ngón tay các bạn. Chúng ta thổi lên chừa khoảng chừa lại 6 ngón tay. Nha. Đây giữ đánh dấu này, chừa lại 6 ngón tay. Thank you.
đó nha. Ở đây chúng ta sẽ tạo hai khóa khoảng 2 ngón tay. Chừa lên, chừa lại 6 ngón tay, chừa khoảng này. Ok. Ở đây ta tạo một khóa nhỏ khoảng 1 ngón rưỡi. Okay. Bây giờ cái này lên. Ta chừa khoảng 1 quả như thế này. Mình làm khoảng 3 đoạn. Mình làm khoảng 3 đoạn màu trắng, 3 vòng tròn màu trắng các bạn nhé. Ta làm 3 vòng tròn màu trắng thôi. Đây. Ta bắt đầu từ đây. Cái khóa này hướng lên trên. Ta làm vòng tròn này vừa đủ, vừa ôm đủ quả bóng màu đen này nhé. Tiếp tục ở đây ta tạo một quả nho khoảng 2 ngón tay và một cái khóa nhỏ khoảng 1 ngón rưỡi. Một vòng tròn tương tự. Rồi, ta khóa vào đây. Vòng tròn thứ ba, chúng ta sẽ tạo một quả nho ở đây và một cái khóa nhỏ ở đây. Vòng tròn thứ ba. Tay. Ta tạo một cái khóa ở đây.
vào một đoạn khoảng hai ngón tay, một quả nho hai ngón tay, và ta sẽ cột vào đây. Phần dưới này ta xì. Tiếp theo chúng ta thổi hai quả bóng màu đen này lên. Ở đây chúng ta thổi khoảng nửa quả thôi các bạn nhé. Nửa quả. Ở đây chúng ta tạo một quả nho làm một khóa. Bên này ta cột xuống lại. Theo ta làm một đoạn khoảng 8 ngón tay. Làm một đoạn khoảng 8 ngón tay. Okay. Đây ta cũng tạo một khóa. Đây. Cũng một đoạn bằng với đoạn bên này. 8 ngón tay. Bóp mềm đoạn này đi. Đây chúng ta tạo một đoạn khoảng 7 ngón tay, ngắn hơn này một chút. Đây. Tiếp tục, ở đây chúng ta tạo một quả nho khoảng 2 ngón tay và một đoạn này. Sáu ngón tay kẹp lại. Bên này ta cũng tặng một quả nho và hai này ta xoắn lại. Tiếp tục cái này cũng sáu ngón tay. Ta giữ đây và ta luồn vào các bạn. Ở đây ta làm một quả nho và tạo một đoạn khoảng 4 ngón tay. Tạo một đoạn khoảng 5 ngón tay. Bên này một quả nho. Xoắn lại. Và đây một quả 5 ngón tay. Một lần nữa tạo một quả nho, đoạn này khoảng 3 ngón tay. 3 ngón tay này nhé. Đây một quả nho, một quả 3 ngón tay. Chúng ta sẽ gắn vô đây. Các bạn đã hiểu chưa? Chúng ta sẽ gắn này vô đây. Đây, ta sẽ cột vào.
vào hai khóa này thì cục càng sát càng đẹp các bạn nhé, cục càng sát càng đẹp. Khoảng nửa quả bóng, nửa quả các bạn nhé. Bây giờ ta cột cái tay này vô đây. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái khóa ở đây các bạn nhé. Khóa này khoảng 2.5 ngón. Chúng ta có thể bắn tung 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 tung. Vậy là video hướng dẫn tạo hình cây súng của chú Hề ST đến đây là hết. Các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh.
để nhận được những video sớm nhất từ chú hề ST các bạn nhé. Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.